Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh của em Cường nhá. Đó các bác ơi, hôm nay thì bên em Cường lại về một số sản phẩm mới, em lên báo giá review các bác nhá. Hôm nay thì có Atomat này, Atomat và Atomat chống chập, chống giật hàng Nhật đầy đủ các loại nhá. Có cassette lan truyền rồi, có motor điện một pha, đầu quạt không chổi than nay về thì quạt phun sương thì quạt Nhật. Nói chung là lọc không khí, rất chi là nhiều sản phẩm và một số sản phẩm thanh lý anh em nhá. Để trước khi đi vào video ngày hôm nay thì các bác yêu mến em Cường thì nhớ cho em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Bên em thì có ship hàng toàn quốc các bác nhá. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng khi thanh toán. Em dùng hai số hotline này các bác nhá. Rồi đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em một cái mẫu quạt phun sương. Mẫu này thì em đã bán rất chi là nhiều trong thời gian qua vì giá thành nó rất chi là hợp lý anh em ạ. Mà hàng thì rất chất lượng anh em nhá. Đây là một cái mẫu quạt phun sương bên em Cường mới về các bác nhá. Thì lô này nó sẽ về cho anh em là về màu đen. Màu đen. Em lại thích màu đen hơn màu trắng các bác nhá. Em thích dòng quạt phun sương em thích dùng màu đen hơn. Test chất lượng của nó rất chi là ok. Con này là quạt phun sương dạng 5 béc nhá, 5 béc phun và nó có cả quạt gió này, có cả phun sương này, có 3 chế độ phun sương, 3 chế độ gió này, có đèn ngủ này, có chế độ hẹn giờ này. Dòng quạt này em nhập là quạt loại 1 nhá. Có gioăng này. Đấy, có gioăng chống tràn này. Đấy. Loại này là loại quạt phun sương 5 béc kích thước to anh em nhé, kích thước to. Đó. Trên thị trường thì nó sẽ có hai loại, nó có một loại kích thước nhỏ hơn nữa anh em nhé. Và hàng này thì em nhập cái hàng đắt tiền nhất rồi. Ok. Thì ở đây test thực tế cho anh em xem nhé các bác nhé. Con này thì nó sử dụng nguồn là 5V 2A. Nên là anh em nào mà cứ có nguồn mà chuẩn 5V 2A thì dùng công suất hết, đạt công suất của nó cực kỳ khỏe nhé. Còn nếu anh em sử dụng nguồn 5V 1A thì nó sẽ yếu hơn. Ở đây em đang bật chế độ phun sương 5 béc. 5 béc. Chế độ tối đa nó dùng 5 béc nhá. Thì các bác có thể hình dung là cái sương của nó phun ra rất chi là tơi và nó làm mát rất chi là nhanh nhá. Cái này thì nó có thể làm mát trong phạm vi tầm 2-3 mét nếu anh em ngồi xung quanh. Đặc biệt nếu mà trời nắng thì anh em có thể bỏ đá vào trong này, bỏ đá trong này thì nó sẽ phun ra này, làm mát rất chi là nhanh, giảm nhiệt các bác nhá. Con này thì nó có thể là mình vừa dùng dùng nguyên phun sương hoặc là mình dùng nguyên quạt gió được. Đây em đang bật chế độ nguyên phun sương nhá. Các bác thấy xem là hàng chuẩn này, phun rất chi là mạnh. Còn đây là bật thêm chế độ quạt gió này. Đó, 3 chế độ gió. Wow, nó làm dịu cực kỳ nhanh nhá. Nếu mà mùa nắng các bác ạ. Cảm giác mà phải nói là nó giảm nhiệt cực kỳ nhanh và tốt luôn. Đấy, anh em có thể xem tốc độ nó rất ok anh em ạ. Rồi, đặc biệt nữa là cái giá của nó cực kỳ là tốt anh em ạ. Cực kỳ là tốt nhá. Đấy, một cái quạt phun sương. Đấy, có kết hợp đa chức năng như này. Giá của nó chỉ có 150.000 anh em nhá. 150.000 trên một chiếc thôi. 150.000 quạt phun sương nhá, màu đen nhá. Mẫu này về là màu đen. Đây nó có một cái loại giá rẻ hơn em nhập về để so sánh cho anh em so sánh. Con này thì kích thước nó cũng nhỏ hơn hẳn nhá anh em nhá. Rồi. Anh em có thể so sánh hai cái quạt đây. Kích thước mà chiều cao nó cũng ngắn hơn hẳn anh em nhìn này. Đấy, nó nhỏ hơn hẳn nhá các bác nhá. Đấy. Từ quạt cũng nó cũng là 5 béc phun cũng vậy nhưng mà kích thước nó nhỏ hơn thì cái quạt này nó sẽ rẻ hơn nhá. Quạt này là quạt 130.000, còn quạt này là 150.000. Đó. Ok, thì anh em lên cái mẫu quạt phun sương nhá, 150.000. Mẫu này thì em bán rất chi là nhiều rồi. Các bác lưu ý là dùng là các bác phải dùng là nước sạch các bác nhá. Nước sạch, nếu mà nước bẩn mà anh em để cặn nhiều ấy thì nó sẽ nhanh làm tắc cái tia này. Và khi mà làm tắc tia này thì anh em nhớ lấy nhớ là bên trong này nó có cái lỗ thì anh em lấy một cái vật dụng gì đó anh em vệ sinh là nó sẽ lại hoạt động bình thường thôi. Không có gì phức tạp, nói chung cái dòng này cũng đơn giản thôi. Rồi, thì ở đây là em đang dùng qua nguồn 5V 2A qua một cái cục sạc dự phòng nhá. Còn nếu anh em nào mà nhà không có sạc dự phòng thì anh em có thể dùng sạc dự phòng này thì mình dùng mang di động được. Còn nếu không có sạc dự phòng thì anh em dùng là cắm trực tiếp vào cái nguồn điện thoại của mình nhá. Nó sẽ đi theo cho anh em sẵn một cái dây này. Về cắm vào cái sạc điện thoại 5V 2A là được. Đó, thì tiện đây em giới thiệu luôn cái sạc dự phòng mẫu em đang bên bán nhá. Con này thì nó có hỗ trợ sạc nhanh 66W, dung lượng của nó là 30.000 mAh. Vừa làm sạc dự phòng này, cho điện thoại rồi dùng một số cái thiết bị như quạt phun sương rồi các kiểu. Đấy. Hai nữa thì nó lại có đèn. Có đèn, đây anh em bật đèn cho anh em xem nhé. Đây vừa dùng vừa bật đèn luôn. Ok, không vấn đề gì. Đó. Đèn rất chi là sáng nhá. Phòng lúc mất điện hoặc anh em đi lại đi dã ngoại các kiểu. Ok. Thì cái mẫu em bán rất chi là nhiều loại nhưng mà em thấy là cái dòng sạc dự phòng này ấy là nó dùng ổn định nhất. Ok và ổn định nhất nên là em sẽ bán dòng này các bác nhá. Con này thì sạc dự phòng này hiện tại đang có giá rất là tốt, chỉ có 260.000. Thời mới điểm mới ra là giá nó đâu đó nó khoảng tầm 300.000 nhá. Lần này có 260.000, dung lượng 30.000 mAh các bác nhá. Ok, có cả đèn. Anh em cần sạc dự phòng thì sẽ
giá nó là 260.000. Tiếp đến thì sẽ sang sản phẩm tiếp theo. Hôm nay thì lại về thêm được một lô quạt phun quên đầu quạt không chổi than. Cái mẫu này thì em đã bán rất chi là nhiều rồi. Anh em xem kênh của em quen thì có thể biết. Và bán cái dòng này nhiều thì cái hàng nào nó cảm thấy anh em dùng phản hồi tốt, chất lượng thì em sẽ bán lâu dài nhá. Ví dụ như là thời gian gần đây nhất thì 100 này em chỉ bán cái dòng đầu quạt đầu quạt không chổi than nhá. Mẫu này hiện tại là một trong những mẫu rất chi là hot của năm nay và rất chi là nhiều năm tới. Cái mẫu này là em mua cái mẫu là cái cái motor nó ấy, motor từ to và mạch, vì mạch của nó cũng vì mạch to anh em nhá. Vì mạch của nó rất chi là to luôn. Đấy. Dòng này thì về anh em mua phản hồi bảo là dùng quá ok, chạy tít, ngon. Và con này đặc biệt thì nó có thể chạy được từ 5V lên đến 24V, à từ 8V đến 24V. Có nghĩa là nó sẽ phù hợp cho tất cả anh em dùng các dòng loại điện nhá. Ví dụ như điện yếu một chút tầm 8V anh em vẫn dùng được. Lên đến 12V vẫn dùng ok và lên 24V vẫn dùng được. Anh em có thể về chế cháo là các dòng luôn, kể cả anh em dùng những cái máy pin của máy khoan cầm tay rồi bình ống quy các kiểu đều dùng được các bác nhá. Và hai nữa thì nó chạy cực kỳ khỏe. Đấy. Trục và thân của nó nhá, thân vỏ của nó thì nó tương ứng với như kiểu là cái quạt điện 220V của mình. Đó nên là rất gì là dễ lắp. Có cả đảo chiều nhá. Đây motor đảo chiều sẵn đây. Trục này là trục bi nhá, chạy bùng bi. Đó. Nói chung con này nếu mà về chất lượng không thể chê được ở điểm nào rồi. Nên là em không bán những cái dòng khác nhá. Đa phần là giờ em sẽ bán đi sâu vào dòng này. Con này là mã của nó là Inasu. Đó. Hàng này thì nó sẽ sản xuất ở tại China các bác nhá, sản xuất ở China hàng mới. Ok, đã đóng sẵn như này. Vì một bộ nó thì sẽ đi theo cho anh em là đầy đủ nhá. Có nghĩa là em đã đấu sẵn cho anh em là cả vì mạch này, chiết áp này, chống cực cực này. Có nghĩa là cái vì mạch chỉnh to nhỏ này. Đấy. Về là anh em chỉ có việc đấu cấp nguồn vào hai nguồn đây. Anh em vặn ốc ra này, sang cấp nguồn vào đây. Đấy, nguồn DC này. Đấy, cộng trừ này, âm dương nó các bác là xong. Sau đó là anh em chỉnh quay tốc độ. Một bộ thì nó sẽ đi theo cho anh em một cái thân này nhá, một thân này và một cái đầu trục. Đây. Đấy, đầu trục đây nữa nha các bác nhá. Đấy là một bộ. Giá của nó sẽ là 280.000 anh em nhá. Con này công suất đạt cực địa tối đa nó là 280.000. Cái motor không chổi than ấy, đợt này anh em dùng nhiều ấy, vì lý do là nó trước nhất là nó chạy rất chi là êm. Thứ hai là nó có thể là nó rất chi là tiết kiệm điện. Nó siêu tiết kiệm điện luôn các bác nhá. Đó. Và nó rất chi là bền. Anh em có thể hình dung là nếu một số cái quạt anh em mua thị trường thì lúc đầu tiên về khỏe nhưng mà chỉ dùng được khoảng tầm một năm sau là nó cứ yếu dần. Ok, giá là 280.000 cái động cơ không chổi than này. Đây và em sẽ test thực tế cho anh em xem qua một chút nhá. Hôm nay thì em sẽ test cho anh em với cái bình ắc quy 12V thôi. Bình ắc quy 12V đóng bằng pin nhá. Đây. Thì con này thì nếu mà anh em sử dụng cánh tầm cánh B4 là bền nhất anh em nhá. Tầm cánh B4 là dù sử dụng rất bền, còn cánh B5 vẫn dùng bình thường. Anh em có thể sử dụng cánh lá hoặc là cánh to hơn chút cũng được, không vấn đề gì. Con này thì động cơ khá khỏe. Đây em sang test nhá, test một chiếc áp này. Tốc độ con này thì nó có thể chỉnh to chỉnh nhỏ được bằng chiếc áp, rất chi là hay. Đấy, anh em có thể chỉnh các tốc độ gió nha các bác nhá. Đây. Đây là tốc độ gió là anh em có thể xem nhá, rất chi là tít nhá, đây là thực tế các bác nhá. Đó các bác nhìn này, rất chi là tít. Ở đây là em đang chạy ở cái bình là 12V nhá. Còn nếu bình 24V thì hoặc là 21V thì nó có thể là chạy sẽ tít hơn một chút nữa. Ok. Đầu quạt không chổi than giá 280.000. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho qua bên số cửa nhá. Tiếp đến thì sẽ sang những sản phẩm tiếp theo. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu quạt hoài cổ mới nguyên hộp nhá các bác nhá. Thời gian vừa rồi là các bác đặt mua rất là nhiều cái mẫu này. Con này đang xem là còn cao nữa không. Cao gần như hết tầm rồi anh em, còn ít nữa thôi. Đây là tất cả về cái mẫu quạt hoài cổ nhá. Dòng quạt hoài cổ đây em, đây là nó chỉnh gập này, chỉnh gập này. Cái này là chỉnh gập lên gập xuống nhá. Đó, đấy các bác có thể xem đây. Đó, em cầm một tay đâm ra là em phải bỏ tay ra để chỉnh. Chỉnh gập lên gập xuống. Và đây mẫu này thì anh em có thể nhìn kỹ, em quay gần cho anh em xem nhá. Về cái hình thức lồng không thể chê đâu được anh em. Lồng thiết kế phải nói là nó làm rất chi là tỉ mỉ nhá, kể cả từ những cái mối hàn rất chi là tỉ mỉ, và hai nữa lớp mạ của nó lồng rất chi là chắc chắn, không chê nhá. Cánh của nó thì cánh nó là cánh 30 nhá, ba cánh. Đó. Thân vỏ này, thân vỏ các bác nhìn có thể nhìn cái chất nhựa của nó là biết rồi. Đó, rất ok luôn các bác nhá. Đó. Đây, em quay gần cho các bác xem. Hàng này thì nó sẽ mới nguyên hộp cho anh em như này nhá, mới nguyên hộp ở trong hộp này.
Phích của nó là dùng phích dẹp này. Con này thì nó đang sử dụng trực tiếp điện 220V rồi. Dòng quạt này rất là nhiều anh em mua về nhà để lắp trong nhà, để trong phòng khách này, siêu tầm. Hai nữa thì một số các bác mua để tặng, làm quà tặng, rất là hay luôn. Con này thì nó sẽ sử dụng cho anh em là 3 số nhá. Hãng của nó là hãng Senji nhá, của Nhật nhá. Và sử dụng cho anh em là 3 số này, có hẹn giờ, có đảo chiều này. Đảo chiều đây mà, đảo chiều này, hẹn giờ đắt này, số này. Đó. Chạy siêu êm các bác ạ. Dòng này chạy siêu êm luôn. Nói chung nếu mà anh em nào mà chơi hàng Nhật thì anh em biết rồi, vì nó thiên về cái độ êm. Đấy các bác nào mà chứ nó không chạy ầm ầm ù ù như kiểu dòng mấy cái dòng quạt công nghiệp hay quạt Việt Nam đâu các bác nhá. Chạy rất chi là êm và cái gió nó tản ra nó cảm giác nó mát rất chi là sâu. Đấy. Cái này thì nó thiên cho anh em để trong phòng khách, siêu tầm hoặc các bác để ở trong phòng ngủ các kiểu nhá. Con này thì nó rộng quạt lửng nhá, nâng lên nâng xuống được, đảo chiều đây. Đó. Rất chi là đẹp nhá các bác nhá. Không thể chê điểm nào. Đặc biệt nó lại là hàng mới 100% luôn. Đấy, nguyên hộp. Nguyên hộp như này các bác nhá. Đây là cái này em lắp lên rồi, còn thực tế nó là nguyên hộp. Giá của nó thì em báo giá tốt nhất thị trường các bác nhá. Báo giá nhất tốt nhất thị trường luôn. Đó. Đó. Ok, giá của nó thì nó trong tầm 2 triệu bao ship các bác nhá. Đấy, con này thì thực tế thì nó tầm 2 triệu 2 triệu 7 đến 2 triệu 9. Hiện tại thì bên Xuất Công Cường đang có cái giá ưu đãi rất tốt luôn. Đấy, anh em lên em cái quạt Nhật nhá. Giá của nó là 2 triệu bao ship. Cánh của nó là cánh 30 nhá, ba cánh, cánh 30. Lồng của nó là lồng 35. Ok. Đó. Có giới thiệu kỹ rồi, anh em nào mua thì cứ thể liên hệ qua cho em Cường thôi. Tiếp đến là sẽ sang sản phẩm tiếp theo. Hôm nay thì vì là anh em hỏi nhiều cassette loan truyền, hôm nay thì em cũng có nhập một ít cassette loan truyền nhá. Về các bác nào có thể bắt cho gia đình các kiểu phòng chống sét. Đây là một chiếc cassette loan truyền. Con này thì nó bắt song song với điện lưới tổng gia đình nhá, để em hướng dẫn các bác. Nói chung nó rất là đơn giản, nhưng mà cái dòng cassette loan truyền này thì anh em dùng bắt buộc là phải có dây tiếp điện. Đấy, dây tiếp điện thì anh em dùng nên dùng dây một lõi nhá, càng to càng tốt. Đó. Đây con này thì anh em có thể xem. Dòng cắt của nó thì đạt cực đại 40 kVA rồi. Con này thì nó có thể là lên đến dòng điện lên đến 385V. Đó. Đây, thông số, tất cả đây là thông số của nó anh em nhé. Con này thì cách lắp nó rất là đơn giản. Có nghĩa là anh em không lắp song song mấy điện lưới nhá. Đây em lấy ví dụ là một con S khi anh em đang sử dụng nhá. Đây là anh em có một con S đang sử dụng ở trong gia đình, S lắp tổng gia đình nhá. Thì anh em sẽ lắp con cassette này ở cạnh con S và sẽ lấy nguồn điện nhá. Song song có nghĩa là anh em lấy nguồn điện, ví dụ anh em trích nguồn điện nhá. Từ S tổng này, nguồn dương này, sang dương này, nguồn âm sang âm. Đó. Sau đó thì cái tiếp địa ấy, đây là cái ký hiệu tiếp địa này, anh em cho tiếp xuống đất. Đó. Là xong nhá, chỉ có nghĩa là trích điện từ S tổng sang. Đó, chứ không phải là anh em bắt trực tiếp điện vào đây đâu nhá, mà trích điện sang. Đó. Sau chiều này thì nó tiếp đất địa. Vậy thôi. Thì cái cassette loan truyền này giá của nó chỉ có 110.000. Đó, trên một chiếc cassette loan truyền này anh em nhá. 110.000 trên cassette loan truyền và rất là dễ sử dụng. Nó có thanh cài, nói chung rất là dễ sử dụng, dễ bắt. Hai nữa thì đây là một cái công tơ. Con này thì hôm nay em không có đấu điện sẵn. Con này có nút jack nhá, có nghĩa là có nút ghi jack lại. Đây là một cái công tơ điện. Công tơ điện tử các bác nhá. Công tơ điện tử này có nghĩa là khi mà anh em nào mà muốn kiểm tra xem cái điện nhà mình một tháng nó dùng hết bao nhiêu tiền điện, hoặc là các bác muốn phân phòng phân tầng ấy, để kiểm tra tiền điện, để tính tiền điện, hoặc là anh em lắp nhà trọ các kiểu, thì anh em có thể mua một cái motor điện tử này nhá. Con này thì với công suất nó là 80A. Đấy, 80A. Thì cái này nó rất là dễ lắp thôi. Thì nó có hai nguồn điện vào thôi. Anh em lắp hai nguồn điện vào trên và hai nguồn điện ra dưới thôi. Còn nếu mà anh em muốn ghi xét lại thì anh em ấn ghi xét ở đây. Đấy. Nó sử dụng điện AC là 220V. Đấy, 80A. Các bác lắp tổng gia đình hoặc các phòng là ok rồi, không phải nghĩ gì rồi. Đó. Thì đây là cái công tơ điện tử nha các bác nhá, có thanh cài thế này. Đó. Giá của nó sẽ bán cho anh em với giá là 130.000 nhá. 130.000 trên một chiếc công tơ điện tử nhá, 130.000. Dòng con nút jack nhá, còn nếu mà cái dòng không có nút jack này thì không có nút ghi xét này thì cái dòng đó thì nó sẽ rẻ hơn. Dòng không nút ghi xét thì nó rẻ hơn tầm độ khoảng 120.000. 20.000. Ok, 130.000 nhá. Rồi tiếp đến thì sẽ sang sản phẩm tiếp theo. Thiết hàn này.
Thiết hàn đập rồi anh em lấy rất chi là nhiều. Không biết là còn cái thiết kia không. Đấy. Nó có hai loại cơ các bác ạ. Chắc là cái quận thiết kia đập rồi anh em mua nhiều nên là không để ở đây rồi, nhưng mà chắc dưới nhà vẫn còn. Thì nó có hai loại nhá. Quận thiết hàn này thì đó là dòng thiết hàn không cần nhựa thông. Đấy, không cần nhựa thông. Có nghĩa là anh em sử dụng hàn ăn rất chi là nhựa điện và mỗi hàn rất chi là bóng, mà đặc biệt là không cần dùng nhựa thông luôn nhá. Anh em thấy hàn lặt vặt trong gia đình hoặc các kiểu đều ok. Con này nó có loại 30g này, giá của nó là 30.000. 30g giá 30.000 trên một quận nhá. Và loại 60g giá của nó là 50.000 nhá. 60g giá 50.000. Đó có công khai nhá. Còn đây là cái mỏ hàn tự động, giá của nó là 110.000 thôi. 110.000 giá quá tốt luôn. Nhà các bác nào mà thỉnh thoảng có đường điện hay đứt đủ các kiểu, hoặc là các bác muốn hàn hủng nghịch ngủng các kiểu thì anh em có thể mua một cái. Đấy, hàn trong gia đình. Con này thì nó là kiểu hàn tự động, anh em lắp cái quận thiết đây này, khi mà anh em mua hàn ấy không cần phải giữ giữ thiết hàn. Nếu anh em hàn không quen, các bác có thể bật nút nguồn này lên, cắm điện và bật nút nguồn để tầm 5 phút cho nó nóng lên, sau đó là anh em luồn thiết nhá. Đây như ví dụ như đây là cái quận thiết này. Anh em luồn vào quận thiết đây, xong anh em luồn dây qua cái lỗ này. Anh em cậy cái nắp này ra. Đấy, cậy nắp ra luồn nó để làm sao nó chạy thiết ra đây. Anh em ấn này cho nó chạy ra đây. Sau đó là mình cứ thế thôi. Là lúc mình đun nóng rồi là mình cứ ấn này mình hàn nó rất là tiện. Một cái mỏ hàn thiết này giá 101 nhá. Anh em lên nha, cái mỏ hàn thiết giá 101. CB chống giật thì hôm nay thì có một cái lô CB chống giật cóc đại. Đợt này thì hàng bãi Nhật về dòng CB là đợt tới này là nó sẽ về rất chi là ít nhá. Đang bị cấm nên là về rất chi là khó về. Thì hiện tại hôm nay thì em có một ít cái dòng CB cóc đại chống giật. Dòng 40A anh em nhá. Đấy, 40A. Đa phần là 40A, tất cả là 40A chứ không phải đa phần đâu. Cái dòng này thì em đã bán rất chi là nhiều rồi. Những gia đình bình thường anh em lắp tổng là quá ok. Đấy. Đây là cóc đại chống giật 40A anh em nhé. 40A dòng dò là 30mA, sử dụng điện AC là 220V cho anh em nhé. Đấy. Con này thì chống giật, chống dò quá tải. Đấy, đầy đủ nhá. Cái dòng này dòng cóc đại có hai chân. Anh em về lắp thì cứ thế thôi, để đúng chiều át này lắp điện vào trên điện ra dưới, âm dương bên nào cũng được. Còn nếu mà anh em kỹ tính hơn thì anh em để âm dương ở bên tay phải các bác nhá. Đấy. Con này thì hiện tại hôm nay em có khoảng tầm 20 chiếc và giá thì sẽ bán theo cái giá tốt cho anh em. Vì lý do bán giá tốt là con này nó bị sứt cạnh anh em ạ. Cái dòng này nó rất hay bị sứt cạnh do vận chuyển nhá. Vì là cái nhựa của nó rất chi là cứng nên là khi vận chuyển nó hay bị sứt cạnh, với hai nữa là cái chân của nó rất chi là cao. Đấy, bình thường ra những con át người ta thiết kế là cái chân để nó bảo vệ cái con ốc này thôi. Đấy, thì nó chỉ thấp bên dưới này thôi, nhưng mà dòng này nó thiết kế thêm cái tai ở trên này. Đấy, đâm ra là nó vận chuyển hay bị gãy. Đấy, đây nó gãy kiểu này này. Đấy nhá, tóm lại là nó bị gãy sứt cạnh nhá, nó không ảnh hưởng gì cả các bác ạ. Nếu mà anh em nào mà bắt vào trong âm tường thì nó chỉ cái lòi lên này thôi, nó chả ảnh hưởng gì. Hoặc là anh em mua hộp anh em bắt thì nó cũng thì thò mỗi cái mặt lên thôi. Thì con này em đang bán với giá là 170.000. Nó vì nó sức cạnh nên hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em giá 130.000. Đây, 130.000 trên một chiếc anh em nhé. Hàng Mitsubishi nhé, 130.000 anh em lên đi làm cái CB chống giật 40A sức cạnh nhé, 130.000. Hàng cóc đại nhé. Nếu anh em nào không muốn nó không sức cạnh thì anh em có thể mua sang hãng Toshiba. Thì đây là con cũng là cóc đại của hãng Toshiba, giá 170.000, 40A anh em nhé. 40A dòng dò là 30mA, hãng Toshiba này. Đó. Đó. Tất cả đều là hàng bãi nhá, đã test ok trước khi gửi cho anh em rồi. Hàng bãi Nhật các bác nhá. Con này thì nó có cài tất, đấy, có cài hoặc bắt vít đều được. Giá 170.000 nhá. Đấy, nếu anh em lấy cóc đại mà không sức cạnh 170.000, còn lấy loại sức cạnh là 130.000. Có giá công khai luôn các bác nhá. Tiếp đến thì hôm nay nó về được một lô CB chống chập mới. Chống chập mới thì hiện tại nó về chỉ có hai loại, đó là hàng 30A và lại 40A. 30A thì nó về cái lô này mới siêu nhạy luôn anh em ạ. Siêu nhạy, bảo đảm các bác cực kỳ nhạy luôn. Đây là mẫu 30A nhá. 30A chống chập của hàng nội địa Nhật và hàng mới 100% luôn. Anh em có thể để ý là thời gian, hoặc là không phải thời gian đâu, mà năm nào cũng có những cái vụ hỏa hoạn rồi cháy nổ xảy ra liên tục. Một phần thì nó cũng do đường điện, còn đa phần thì nó một số nguyên nhân khác nó gây đến thôi. Cái hàng automat chống chập quá tải dành riêng cho chống chập quá tải ấy, của Nhật ấy, thì là cái độ nhạy nó sẽ cao, độ an toàn và độ chính xác của nó cực kỳ chuẩn. Vì thứ nhất là nó là hàng chưa qua sử dụng, thứ hai là nó thiết kế dành riêng cho chống chập và quá tải nhá. Con này thì đặc biệt của nó là 30A và 40A dòng tem nhôm nhá.
Mặt nó là tem nhôm điện AC sử dụng từ 110 đến 220V. Đấy, loại 30A, thương hiệu này là của Nhật nhé. Tên của Nhật anh em nhé. Hàng này hàng mới 100% nguyên hộp. 100% luôn các bác nhé. Chưa qua sử dụng, chưa qua đóng điện. Con này thì xác nó hơi to, nên là anh em bắt phải kén chỗ một chút. Và hai nữa thì tiếp điểm của nó thì nó dày. Bên trong này nó cuộn hút nó bằng từ, bằng đồng tất nhé. Nếu mà anh em nào mà nhà dùng ít lắp tổng thì quá ok rồi. Còn nếu mà anh em nào mà dùng nhiều ấy, mà các bác có thể lắp được mỗi phòng một con này ấy, hoặc mỗi phòng mỗi tầng một con này thì quá ok luôn các bác ạ. Đấy. Giá thì đợt này nó quá tốt luôn. Đấy, một con chống chập mới 30A này giá chỉ có 130.000. 130.000 nhá. Mà dòng này rất chi là nhạy. Chân của nó rất chi là to nên anh em bắt rất chi là dễ. Đó, về anh em vặn vít này ra anh em bắt ốc vào đây thôi. Con này thì anh em bắt bỏ dây giữa cho em nhé, nó có 3 chân. Cầu Nhật thì 3 phần nó dùng 3 chân, bác bỏ cầu giữa. Ok, giá là 130.000 chống chập của Nhật mới 100 nhá, 130.000 trên một chiếc. Anh em nào mà dùng hơn nữa thì có loại 40A, đây để trên nó bụi nhưng mà nó là mới đấy anh em ạ. Đây. 40A nhá. Đây là 40A chống chập, cũng là hàng mới nhá, tem nhôm. Con này thì giá nó chỉ 140.000, có nghĩa là nhỉnh coi như 10.000 thôi. Đó. Thì nếu mà anh em nào mà dùng nhà mà dùng tiền điện được khoảng tầm 500-600 ấy, tiền điện một tháng thì anh em dùng con 40A là được. Còn nếu mà anh em nào mà dùng ít hơn nữa thì anh em dùng con 30A. Còn dùng nhiều hơn nữa thì có 560A, nhưng 560A rồi đây em không có. Đấy. 40A nhá, giá 140.000. Khởi thì luôn sẵn số lượng, khởi luôn sẵn số lượng. Anh em nào mà cần khởi của Nhật Fuji Mitsu thì anh em liên hệ với em nhé. Loại 13A này. Đây là Fuji nhá, 13A giá 100.000 trên một chiếc. Loại 20A thì hiện tại đang có là hàng Mitsubishi. Đấy. 20A dòng cắt tiếp điểm tối đa nó là 32A này, giá nó là 200.000 các bác, 200.000 Mitsubishi. Có loại 35A là giá 300.000. 35A giá 300.000, 65A thì giá nó 500.000, tất cả đều là khởi của Nhật. Cuộn hút là 220V, đóng ngắt 3 pha, 1 pha đều được. Đấy, khởi nhá. Khởi bãi Nhật, khởi mà automatic thì em bao giá luôn, bao giá tốt nhất cho anh em luôn. Nếu mà anh em lấy số lượng, anh em thợ lấy nhập hàng số lượng nhá. Giá không thể tốt hơn. Tiếp đến thì có một ít hình như cho nó còn khoảng tầm hơn chục chiếc CB nhá. CB mà cái hàng này thì miễn bàn về chất lượng luôn. Trên này chắc là còn trên này không biết còn con nào không. Đây còn một con này. Dưới nhà chắc là còn mấy con, còn nói chung còn hơn chục chiếc này anh em nhé. Đây là cái CB chống giật quá tải hàng Mitsubishi trắng của Nhật, giá nó là 200.000 nhá. Con này xác của nó khá nặng và to. Con này tương đương nó khoảng tầm 6-7 lạng một con đó, nó to. Con này là hàng Mitsubishi trắng, hàng 3 nút. Hàng Mitsubishi trắng này là hàng đẳng cấp nhất của những cái dòng CB khối rồi. Con này 30A dòng dò nó là 30mA. Đấy. Điện AC thì nó sẽ phép sử dụng từ 100 lên đến 440V. Có nghĩa là anh em có thể sử dụng lắp điện cho điện 100 này, điện 220V, điện 3 pha 308 đều được. Đó. Nếu anh em sử dụng điện 3 pha 308 thì trên này nó 3 cầu, anh em lắp 3 dây dương cho em nhé. Chỉ lắp được 3 dây dương nhá. Còn nếu anh em sử dụng điện 1 pha 220V thì anh em lắp bỏ cầu giữa cho em. Đấy, lắp hai cầu hai bên. Đấy. Con này thì có chống giò, chống giật, quá tải, ngăn mạch đầy đủ hết nhá. Đó. Hàng LCB. Đó. Đây là nút test cơ khí này, còn đây là nút test điện này, đây là nút báo trạng thái này. Đó. Con này thì xác nó khá to, bắt vít nhá, không có cài đâu nhá. Giá của nó là 200.000. Con này thì em bao lắp tổng luôn. Vì cái dòng này ấy, anh em lắp tổng anh em đóng ngắt tiệt ga luôn. 30A. Motor điện lực ở ngoài ấy, át điện lực ngoài người ta chỉ lắp 25A thôi anh em nhé. Nên là anh em lắp trong nhà tầm 30A là tuyệt gà luôn. Giá là 200.000, anh em lên nha, em có chống giật Mitsu trắng nhé, 30A nhé. Xác to giá 200.000 trên một chiếc. Đó. Tiếp đến là sang cái dòng cóc. Cóc này thì anh em thợ này mua nhiều anh em nhé. Cóc này hiện tại là em vẫn về đủ số lượng cho anh em. Có 20, 30, 40. Cóc Bana. Dòng có mã vạch nhé. Đây, cóc Bana này. Đây là con 40A nhá, 40A nhưng mà tất cả đều có đủ công suất, có nghĩa là 20A và 30A đều có anh em nhá. Đó. Ok ạ, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, giá 35.000 trên một chiếc. Thì anh em lên em cái loại cốc đen quá tải 20 30A 40A Bana. Giá của nó là sẽ bán cho anh em với giá là 35.000 trên một chiếc. Nếu anh em nào mà mua từ 10 chiếc thì sẽ được hỗ trợ bao ship. Anh em nào lấy từ 30 chiếc trở lên thì sẽ được giảm giá thêm nhé. Đó. 20, 30, 40 đầy đủ công suất cho anh em. Tiếp đến thì sẽ lên cho anh em một cái lô lọc không khí. Lọc không khí thì lọc không khí của Nhật nhé. Thì hiện tại em là đang có là hàng Bana. Đây em sẽ lấy cái đường điện ra để test cho anh em xem thực tế luôn.
Con này thì đã chuyển điện sang điện 220V rồi. Cái dòng lọc không khí này em bán rất chi là nhiều. Và hiện tại bên em Cường bán thì đa phần là đợt vừa rồi là 100% là em bán tần hàng của Panasonic nhá. Hàng hàng này em bán nhiều năm nay và thấy chất điện nó dùng nó rất chi là ổn định. Đấy, rất chi là ít lỗi nhá, gần như là rất chi là ít lỗi. Đó, tất cả đã được vệ sinh và kiểm tra ok hết nhá, chuyển điện 220V. Có nghĩa là đã vệ sinh tháo tung hết ra anh em ạ. Đấy, lắp chuyển điện và hai nữa là vệ sinh bên trong ra ngoài hết. Hôm nay thì nó có một cái lô là một dòng trắng và một dòng đen nhá. Cái dòng này là dòng 35W. Anh em cái này rất chi là dễ nhá. Cái dòng banana này rất chi là dễ sử dụng. Về anh em chỉ ấn nút nguồn khởi động này. Khi mà anh em bấm là nó sẽ dâng này. Đó, nó sẽ dâng này. Rất chi là thơm nhá. Đây là các chế độ nhá. Có nghĩa là đa phần anh em dùng hai chế độ này. Một là anh em chế độ dùng nguyên lọc này. Đấy, anh em ấn đây dùng chế độ nguyên lọc này. Hoặc là anh em có thể dùng chế độ là dưới cùng này, vừa lọc vừa bù ẩm. Có nghĩa là con này nó có cả đây, có cả bù ẩm nhá. Khi mà có khay nước này thì tất cả những cái dòng lọc không khí có khay nước này là nó có bù ẩm. Thì về anh em đổ nước sạch ở đây. Đấy, đổ nước sạch ở trong này. Anh em bỏ ở đây thôi. Khi mà nhà mà anh em nào mà khô và hai nữa là mình dùng điều hòa ấy, trong phòng điều hòa nhiều ấy. Đấy, thì con này nó sẽ tự bù ẩm nhá, tự bù ẩm. Đó. Ở đây thì không khí đang bị ô nhiễm, nó sẽ báo đỏ cho anh em này. Khi mà nó lọc sạch thì nó sẽ báo trong xanh. Đấy, nếu mà các bác nào mà muốn dùng muốn hít thở cái không khí trong lành ấy thì không nên bỏ qua cái dòng này nhá. Cái dòng banana này thì nó ra một cái mùi rất chi là dễ chịu. Một cái mùi Nhật rất chi là dễ chịu luôn, mùi thơm nhá, thơm đặc trưng. Nó không như cái mùi của Daikin đâu, Daikin rất chi là khó ngửi. Nó có thể lọc được những tất cả những cái dòng bụi, nó xung là siêu mịn luôn các bác nhá. Đấy, lọc khử mùi. Ở nhà mà có trẻ em người già, anh em mua một con anh em để trong phòng. Nó vừa lọc không khí vừa bù ẩm mà hàng lại hàng Banana VIP nhá. Cái thời điểm nếu mà nó ra cái hãng này ấy, là một trong những cái thằng một trong những cái hãng là đẳng cấp nhất ấy. Anh em có thể nhìn rất chi là đẹp. Đấy. Hàng như đây nó là hàng bãi các bác nhá, chứ hàng mới thì mình không đủ tiền để mua đâu. Giá của nó thì nó cực kỳ thấp luôn. Giá của nó đợt này đây. Chỉ có 1.650.000 được bao ship. Mà tất cả vệ sinh anh em có thể để ý này, vệ sinh từ trong ra ngoài, tháo tung cho vệ sinh trong ngoài nhá. Kiểm tra kỹ trước khi gửi cho anh em. 160.000 thì hiện tại em đang có là màu trắng này và màu đen nhé. Màu đen và màu trắng. Đấy, anh em hai con đều như nhau nhé. Mã của nó đều là VXZ45, công suất là 35W, sử dụng trong những cái phòng tầm dưới 2m2 là ok. Đó, giá 1.650.000, quá rẻ luôn. Có chuyển điện cho anh em, bao ship tận nhà cho anh em. Ok nhé. Lọc không khí của Bana các bác nhé, chứ không phải là của hãng khác. Bana thì những cái dòng Bana, những cái đời này thì nó sẽ sản xuất trực tiếp ở nội địa Nhật các bác nhé, có nghĩa là nó sẽ sản xuất ở Nhật. Còn nếu mà những cái dòng đời sau này, ví dụ như Daikin rồi Sharp thì nó sẽ sản xuất ở China các bác nhé. Đó. Rồi tiếp đến thì sẽ sang sản phẩm tiếp theo. Hôm nay thì đây, cái này còn ít. Cái này nếu mà anh em nào mà cái hàng này rất chất lượng nhé, các bác nào mà mua thì tranh thủ nhé. Cái đây là nguồn nguồn 5V 2A của Philips. Anh em có thể cầm cái cục trên tay là anh em biết được cái chất lượng như nào nhá các bác nhá. Đó, rất chi là to và nặng. Con này thì nó là nguồn từ điện vào từ 100 đến 240V, điện vào từ 100 đến 240V. Điện ra của nó là 12V nhá, 12V 2A. Đấy. Nó con này thì nó phù hợp là dùng cho những cái dòng quạt tích điện hoặc là anh em sạc dùng cho một số thiết bị mà ra nguồn 12V 2A là được. Đấy, dây dụng của nó rất chi là dài. Chân cắm nó là 5.5 nhá, chân cắm tròn. Đấy, đây là quả nguồn Philips nhá, 12V. Giá nó chỉ có 50.000 thôi, hàng chuẩn giá 50.000. Anh em xem em về đâu đó khoảng 200 bộ mà giờ chỉ còn từng này thôi. Còn đâu đó khoảng tầm 30 bộ đây, các bác xem một thùng đầy giờ chỉ còn từng này thôi. Đó. Rất chi là nhiều anh em mua nhá, vì là cái này nó không mấy khi nó về. Đấy. Giá của nó này, con này nếu mà anh em dùng cho những cái dòng quạt tích điện ấy thì cái nguồn này nó sẽ là ngon hơn cái nguồn đi theo quạt. Và nó sẽ có thể anh em thể dùng thông được nhá, thông ngày thông đêm được. Đó, giá của nó chỉ có là 50.000 thôi. Tiếp đến thì hôm nay thì có một ít tấm pin thanh lý anh em nhá. Tấm pin thanh lý hôm nay nó có nó vỡ ở đâu thì em thanh lý đấy. Cái này thì rất chi là nhiều anh em hỏi cái dòng tấm pin năng lượng thanh lý, vì là nhiều các bác không cần nhu cầu cao. Ở đây thì các bác biết đấy, do vận chuyển các em cũng đầu tư là bọc rất chi là kỹ, nhưng mà nhà em thì em bán quạt nhiều đấy, nên là đôi khi là khi mà mình vận chuyển đi nó bị đè cái vật nặng chốc ấy, cũng không thể tránh được là bị nứt kính của pin, tấm pin nhá. Đây là
hai con rất chi là tiếp luôn, rất chi là ngon như các bác nhé. Đó, đây hàng này là hàng của con này là pin mono đó anh em ạ, pin mono 20W, tấm pin này kích thước là 35-45. Đấy, con này thì nó dùng cho những một số cái dòng quạt em đang bán như kiểu như quạt chân quỳ 14 inch là nó sẽ dùng tấm pin này. Dây đi theo nhé, đầy đủ cho anh em nhé, vẫn có dây và vẫn có phích, còn chưa kiện dạ, chưa cắm một lần nào cho nữa, chưa dùng một tí nào luôn vì nó là hàng mới mà. Đó. Cái này thì em sẽ bán cho combo hai cái, hai tấm nhé, hai tấm. Đây anh em lên cho em cái tấm này thì đây, một tấm nứt nhẹ hơn, một tấm thì nứt nhiều hơn. Hai tấm này thì đều là dùng bình thường nhưng mà nó bị nứt kính. Nứt kính thì anh em có thể không dùng được ở ngoài trời mưa nhá. Đấy, thì nghĩa là các bác dùng chỉ trời nắng thôi, anh em lại mang vào, hoặc là về các bác thể nào các bác biết thì có thể là dùng keo chống thấm trong để anh em phủ một lớp trên này, anh em dùng bình thường nhá. Hiện tại là em đang bán là 180.000 trên một tấm, nếu mà nó còn lành lặn không vấn đề gì, nhưng mà nó bị nứt kính như này thì em đang toán thanh lý nhá. Trong này thì nó có hai tấm 20W này, hai tấm 20W này sẽ bán cho anh em giá là 200.000 hai tấm nhá, 200.000 hai tấm 20W. Đấy, còn đây đây là hai tấm, một tấm 12W này, tấm này tấm 12W nhá, cũng ra nguồn 12V nhá, cái kia nó cũng ra nguồn 12-14 đến 18V nhá, cái này cũng vậy luôn nhá, cũng có dây dẫn đi theo dài 5m này. Đây thì có một tấm là 12V này, đây còn đây một tấm 15V này. Đấy, cũng hai tấm nhá, tấm này 15V ra nguồn 15W, 15V ra 15W. Đây thì combo cái anh em lên cho em cái hai cái tấm 12V đi cho nó dễ đi, giá nó sẽ là 100.000 trên hai tấm nhá. Đấy, anh em mua hai tấm này thì mất thêm 2.000 tiền ship nữa nhá, hai tấm kia cũng vậy mất thêm 2.000 ship, còn bao nhiêu em sẽ hỗ trợ nhá. Ngoài ra thì em cũng vẫn đang có cung cấp cho anh em cái dòng tấm pin 20W nhá, 20W kích thước là 35-45. Điện ra nó là 15 đến 18V nữa các bạn, 14-15 18V, nói chung là tùy vào nắng nhá. Và đây của nó thì nó vẫn có dây rắc đi theo nhá. Đấy, rắc 5.5 đi theo đầy đủ cho anh em. Giá nó là 180.000 một tấm nhá. 180.000 một tấm, anh em lấy từ hai tấm sẽ được bao ship là 360.000. Còn nếu anh em lấy một tấm thì sẽ mất 20.000 tiền ship là thành 200.000 các bác nhá. Đấy là tấm không vỡ nhưng mặt kính không vỡ nha anh em nhá. Còn đây là mặt kính vỡ thanh lý. Rồi tiếp đến thì hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu quạt này. Mẫu quạt này em bán siêu nhiều luôn. Rất chi là nhiều anh em tin tưởng mua. Ui, nóng quá thì em bật cái quạt cóc lên tí nha anh em nhé. Quên mất thằng này là không bật quạt, không chụp ra đây quay. Đây là cái quạt cóc. Tiện đây thì giới thiệu luôn, hơn nữa giới thiệu quạt cóc sau. Đây là cái quạt trần anh em ạ. Mẫu quạt trần này thì em đã có bán và trải nghiệm cho anh em đâu đó khoảng một tầm một đi khoảng 100 bộ rồi. Trăm hơn trăm bộ rồi vì bán từ nọ này. Cái này nó rất chi là hay và giá thành đang rất chi là tốt. Thì hôm qua em cũng có tháo ra, nhiều anh em hỏi ấy. Nhiều anh em hỏi là cái motor của cái quạt trần này nó dùng motor gì, motor quạt trần này nó dùng motor gì. Con này hôm qua em có tháo tung ra và kiểm tra thì nó đúng là motor từ không than anh em nhé. Dòng quạt trần này đang dùng là motor từ không than, nên anh em dùng kẹt ga nhé các bác nhé, dùng kẹt ga. Con này pin của nó là lưu lượng của nó là 12A nhá, chứ không nhỏ đâu. Anh em cầm cái quạt rất chi là chắc chắn và nặng. 12A 3.2V. Đó. Ok. Thì đây là cái mẫu quạt trần năng lượng nhá. Năng lượng và điện 220V luôn, nghĩa là nó đa dạng luôn. Khi về anh em lắp thì nó sẽ có 5 cánh như này. Đôi 4 5 à 6 cánh nhá. 6 cánh và chiều rộng nó là 4 mấy á. Chiều rộng nó tầm 42 anh em nhá. Sải cánh là chiều rộng 42, 6 cánh. Nó có đèn nhá, có đèn luôn nhá. Đấy, có đèn. Thì cái này nếu mà các bác nào mà đi bán hàng ở ngoài ngoài ấy, hoặc là anh em dùng cố định ở một chỗ, làm việc một chỗ ấy. Đấy. Thì các bác muốn là cái gió nó tản liên tục ấy, có độ thoáng và mát, thì anh em mua con này treo, có móc treo này. Về anh em treo lên như này. Đó, anh em ngồi ở dưới, anh em bán hàng, anh em làm việc. Quá ok luôn và giá thành thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Đây của nó thì nó sẽ có khiển nữa. Con này không biết lắp pin chưa? Lắp thử nhá. À đây. Ui. Quay luôn cả hai con hay sao? Đây các bác nhá. Đây là em bấm nhá, nó có khiển đây. Có khiển đi theo cho anh em nhá, có nghĩa là có đầy đủ khiển luôn. Anh em mua một bộ khiển mà có mạch như này đã mất hơn 100.000 rồi đấy các bác nhá. Nhưng mà đây con này nó kết hợp này, có pin lưu trữ này, có quạt này, có khiển này, có đèn này. Bật đèn cho các bác xem này. Đấy, đèn này. Đấy, tắt đèn này, bật đèn này.
Đèn thì có chế độ đèn sáng tối này, vàng vàng này. Đấy, sáng tối này. Đó. Ok chưa? Có cả đèn, có cả quạt. Quạt thì anh em lưu ý là ấn chữ M nhá, về anh em lắp pin vào sang ấn chữ M nhá. Là ấn quay nhá, còn ấn tắt của nó là chữ QT. Là tắt quạt này. Đấy, còn đây là tắt đèn này. Tắt đèn thì tắt đây. Đó. Ok. Một bộ nó nhá sẽ đi theo cho anh em là một cái quạt như này. Động cơ không than nhá. Một cái cục adapter sử dụng điện trực tiếp 220V. Đấy, sử dụng điện trực tiếp 220V các bác nhá. Và tiếp đến thì nó sẽ đi theo cho anh em một ốc này. Ốc vít pin này. Ốc vít pin để về anh băn bát này. Rồi một tấm pin năng lượng nhá, một bảng tấm pin năng lượng 15W. Đấy. Một tấm pin năng lượng 15W và nó sẽ đi theo cho anh em một cái dây. Một cái dây này 5m nhá. Đấy. Cắm trực tiếp vào đít quạt luôn. Đây, cắm trực tiếp vào quạt luôn. Ok ạ. Giá lại cực kỳ rẻ. Giá của nó một bộ này chỉ có 330.000 bao ship. Đấy, anh em thấy rẻ không ạ? 330.000 được bao ship tận nhà cho anh em nhá. Anh em lên nhau cái mẫu quạt trần năng lượng nhá, giá 330.000 bao ship. Đấy, đủ bộ cho anh em, được bao ship. Đó. Quá tốt luôn. Có cả điều khiển luôn, đầy đủ hết và có điều khiển bằng cơ khí bằng tay luôn. À, tiếp đến sang cái tụ điện này anh em mua rất chi là nhiều. Tụ này em thấy rất chi là hay và chất lượng. Kể cả từ cái dây của nó thiết kế, một số tụ nó dây rất chi là nhỏ và cái chất lượng đồng nó rất chi là kém nhá. Tụ này là tụ điện xanh của Hàn Quốc anh em ạ. Đấy, tụ điện xanh của Hàn Quốc thì con này nó sẽ cái tụ điện này ấy, anh em có thể lắp cho tất cả các dòng quạt ở trong gia đình. Ví dụ như quạt trần này, quạt để bàn này, quạt cây, quạt đứng. Đấy. Với công suất quạt khoảng dưới 100W là anh em sử dụng cái tụ này là quá ok rồi. Đấy. À, những cái công suất quạt dưới 100W nha anh em sử dụng tụ này nhá. Ví dụ nhà các bác nào mà sử dụng quạt lâu ấy mà thấy quạt nó chạy tự nhiên nó chạy yếu thì cái việc đầu tiên anh em là anh em phải tháo ra thay cái tụ này. Đấy. Kể cả anh em ra mua ra thợ cũng vậy thôi. Sau đó thì mới kiểm tra đến trục chủng các kiểu nhá. À, cái tụ này thì tất cả những cái tụ mà có thông số là 450V thì anh em mới sử dụng được nhá. Còn nếu mà những cái tụ mà có công suất dưới 450V thì ví dụ là dưới 400V là không sử dụng được. Đó. Đấy. Anh em lên nhau cái mã tụ điện xanh nhá của quạt nhá, rất chi là dễ đấu nó. Giá nó chỉ 15.000 trên một tụ thôi. Đấy. Tụ điện xanh của Hàn Quốc nhá, giá 15.000 trên một tụ. Quạt cóc pin, một trong những mẫu quạt gọi là đang hot nhất thị trường hiện nay. Thứ nhất là đấy anh em có thể xem này. Cả nó có đảo chiều nhá, nó đảo đi đảo lại. Một cái lượng gió nó ra cực kỳ mạnh luôn. Có nghĩa là khi mà anh em mua cái này về ấy, anh em sử dụng bao anh em là ưng luôn. Vì sao? Giá nó đang giá rất chi là tốt. Giá con này hiện tại là một số shop đang bán tầm 450. Đóng 16 pin nhá. Sao pin này cái này của nó là 16 pin này nên là cái nó rất là dày và nó nặng. Con này thì quạt mẫu quạt này là nó có đảo chiều nhá, quạt cóc có đảo chiều. Cánh của nó thì nó gồm cho anh em là 4 cánh. 4 cánh, con này là dòng quạt 8 inch. Tổng lồng của nó là 22. Cánh của nó là 18 anh em nhá. Cánh của nó là 17 18 đi. Đấy. Con này nó sẽ có hai chế độ gió. Hai chế độ gió nhá, chế độ 1, chế độ 2 và chế độ tắt. Đấy. Con này thì nó có đảo chiều, đảo đi đảo lại này. Đấy, còn nếu anh em nào mà về khi mà em về em gửi em sẽ gấp vào hết cho anh em gấp gọn này nhá. Về anh em phải chỉnh cho nó thẳng tầm này. Chỉnh cho nó thẳng tâm sang bên này này, xong anh em vặn chặt thêm bên này một chút để cho nó cứng cổ hơn. Đó. Nó có đảo đi đảo lại rất chi là hay. Và chân nó thì nó dùng chân pin phổ thông anh em ạ. Nó dùng chân pin phổ thông. Rất chi là tiện nhá. Dòng quạt này dùng chân pin phổ thông này. Đấy. Sạc thì có cục sạc rời. Đấy, dòng này có cục sạc rời cho anh em đây này. Đó, có đảo chiều và cục sạc. Một bộ nó thì gồm quạt này. Pin này, sạc này. Giá nó chỉ có 300.000 anh em nhá. 300.000. Đây. Rất chi là mát luôn, mang đi mang lại tiện. Anh em mang đi đâu cũng được, đi chợ, đi búa, đi đến chỗ làm việc, đi ra nhặt rau, nhặt cỏ, rồi tỉa cây, tỉa cối, rồi các kiểu, nói chung làm cái gì cũng được. Nó rất chi là tiện, hết pin thì mình lại sạc vào. Đó. Rất chi là mát nhá các bác nhá. Đây có hai chế độ gió này, chế độ tắt này, chế độ 1 này, chế độ 2 này. Còn đây là chế độ đảo chiều hoặc là tắt đảo chiều này. Đó. Giá nó chỉ có 300.000 các bác nhá, 300.000. Và nếu mà anh em nào mà mua hai bộ thì sẽ được bao ship. Mua một bộ này thì sẽ mất 20.000 tiền ship nhá. Có nghĩa là em sẽ hỗ trợ thêm, anh em chỉ mất 20.000 tiền ship thôi. Đó, rõ ràng luôn các bác nhá. Rồi. Tiếp đến thì sẽ sang cho anh em. À, hôm nay vẫn chưa cầm điện thoại đây để test cho anh em cái mẫu loa này. Mẫu loa 2 mic này bảo đảm anh em là bao ưng luôn đấy. Kể cả là nghe nhạc hay là hát đều sướng luôn.
Mic của nó là mic dạng mic sạc nhá. Mic sạc là khiến nghĩa là hết điện là anh em cắm vào đây anh em sạc thôi. Mic sạc sẵn rồi, nó hai mic đi theo. Đấy, hai mic đi theo này. À, đây nó có sạc sẵn cho anh em vào đây, sạc là sạc điện vào loa nhá. Con này loa này anh em sạc đầy anh em có thể sử dụng được từ 5 đến 8 tiếng. Nó rất ok và nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Mẫu này là mẫu loa QC nhá, hàng nội địa. À, mẫu này là mẫu loa 20 bao nhiêu thầy để em xem công suất nào. À, công suất của nó là đây 25 đến 40W này. Đó. Ok. Con này thì hiện tại em đang không có không cầm điện thoại lên để test cho anh em nghe nhạc được các bác nhá, nhưng mà nghe cực kỳ sướng luôn. À, có chỉnh mic nhá, chỉnh mic to nhỏ này. Chỉnh âm lượng này. À, chế độ USB thẻ nhớ này, chế độ mic dây này, đầy đủ luôn. Hàng thiết kế rất chi là chắc chắn nhá. Cầm đi cầm lại rất chi là tiện. Đó. Kích thước của cái này là bao nhiêu đây? À, kích thước của nó là một chiều là bao nhiêu đây? 32 19 29 32 19 29. Đó. Giá của nó là 750.000 bao ship nhá. Anh em lên em cái bộ loa 2 mic này, nó thiết kế một hộp nó rất chi là đây, đầy đủ chức năng. Nói chung dòng này thì nghe và hát cực kỳ hay, dễ hát. Đó. Giá thành lại rất hợp lý. Giá của nó là bán cho anh em là 750.000 các bác nhá, 750.000. Ok. Thực tế thì cũng rất chi là còn rất chi là nhiều hàng muốn giới thiệu và báo cho anh em, báo giá cho các bác nhá. Đấy. Nhưng mà video nó khá dài rồi thì em xin kết thúc cái video tại đây các bác nhá. Anh em đi qua kênh thì nhớ cho em xin nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Cường nhá. Với em thì có ship hàng toàn quốc các bác nhá. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng khi thanh toán. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Cường nhá. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác.